Cô gái hết hồn, hết vía khi sét đánh ngay trước mặt, các cụ gánh còng lưng. Đang đến mùa mưa bão, sấm sét nhiều, nên khi trời mưa, các bạn cẩn thận khi ra ngoài đường nha. Mới đây, một bạn gái đã chia sẻ lại khoảnh khắc thót tim của mình khi đang đứng trú mưa trên vỉa hè cùng với bạn. Lúc đó trời đang mưa rất to, hai bạn không thể đi tiếp được và không có áo mưa. Một trong hai bạn nói, để gọi người mang áo mưa đến đón. Nhưng bạn kia bảo trời đang mưa to, với sợ có sấm sét, bạn cầm điện thoại đang quay video mới bảo, sét đánh làm sao, vừa nói chưa dứt câu thì tiếng sét vang trời, rồi đánh trúng ngay cột điện bên cạnh chỗ hai bạn đang đứng. Vì quá bất ngờ và bị giật mình, bạn nữ đang cầm điện thoại quay video đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất trong sợ hãi. May mắn hai bạn gái không sao. Sau khi xem xong khoảnh khắc rùng mình này, nhiều dân cư mạng dù rất thông cảm cho hai bạn nữ, nhưng cũng không thể nhịn được cười, tại vì lời nói của bạn gái kia thiên quá. Vừa nói dứt câu, đã bị thiên lôi đáp trả ngay rồi. Nhiều bình luận hài hước, sét đánh thì khác chứ sao nữa. Mai bạn nằm mơ thấy gì thì báo tôi nhé. Khoảng 6:30 tôi lĩnh thưởng thì sẽ hậu tạ bạn chút quà.